cho kỷ niệm 50 năm thành lập Thượng Hội đồng. Chính sách mới của Ấn Độ khiến dòng của mẹ Teresa Kankuta ngưng việc cho con nuôi. Song thân thánh nữ Teresa nhỏ bé được tuyên thánh cùng với một linh mục và một nữ tu. Tòa thượng phụ Latin Jerusalem lên án việc đốt phá ngôi mộ ông Giuse, con tổ phụ Jacob. Đức Thánh Cha kỷ niệm 50 năm thành lập Thượng Hội đồng. Sáng thứ Bảy vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Thượng Hội đồng Giám mục, cùng với sự hiện diện của các nghị phụ trong Thượng Hội đồng lần thứ 15 đang nhóm họp tại Roma để thảo luận về vấn đề ơn gọi và sứ vụ của gia đình trong hội thánh và trong xã hội đương đại. Đức Thánh Cha Francisco đã nói về cả tiến trình và bản chất của Thượng Hội đồng, cũng như ý nghĩa cấu thành bản tính riêng và sứ vụ của giáo hội. Đức Thánh Cha cắt nghĩa hành trình cùng nhau chính là ý nghĩa mở rộng theo ngôn ngữ Hy Lạp, từ thuật ngữ tiếng Anh Synod, Thượng Hội đồng, giáo dân, mục tử và giám mục Roma là một khái niệm dễ hiểu khi đặt các từ gần nhau, nhưng không dễ hiểu khi thực hành. Đức Thánh Cha nói rằng mỗi người có vị trí trong giáo hội và chìa khóa để đồng hành cùng với nhau là lắng nghe. Ngài cho biết giáo hội Công giáo là một giáo hội lắng nghe lẫn nhau để học hỏi. Tín hữu, giám mục đoàn và giám mục thành Roma, người này lắng nghe người khác và tất cả cùng lắng nghe Chúa Thánh Thần, Thần Chân Lý, để biết những gì Ngài nói với giáo hội. Thượng Hội đồng Giám mục là điểm hội tụ của tính năng động này. Sự lắng nghe được tiến hành ở tất cả các cấp độ trong đời sống hội thánh, bắt đầu từ những người tham dự vào tính ngôn sứ của Chúa Kitô và những ai có quyền và nghĩa vụ chạm đến đời sống chung của giáo hội. Và tiếp đến là các vị giám mục Thượng Hội đồng. Giám mục là những phục vụ viên, diễn giải viên và nhân chứng đức tin của toàn hội thánh. Họ phải cẩn thận phân biệt thứ đức tin này với quan điểm công chúng. Vị kế vị thánh Phêrô chính là nền tảng căn bản trên tất cả. Vị giám mục Roma nói thêm rằng Thượng Hội đồng luôn luôn hành động cùng thánh Phêrô và dưới sự bảo trợ của thánh Phêrô, không phải để thiết lập giới hạn tự do, nhưng để đảm bảo tính đồng nhất. Ngài cho biết, thực vậy, Đức Giáo Hoàng trong ý muốn của Chúa, những nguyên tắc trợ giúp và nền tảng hợp nhất của cả giám mục và tín hữu. Chính sách mới của Ấn Độ khiến dòng của mẹ Teresa Kankuta ngưng việc cho con nuôi. Hãng tin Asia News cho biết 15 trại trẻ mồ côi ở Ấn Độ của dòng thừa sai Bắc Ái do mẹ Teresa thành lập đã ngưng nhận đơn xin con nuôi để phản đối chính sách mới của chính phủ cho phép người độc thân hoặc các cặp vợ chồng đã ly hôn xin con nuôi. CNA cho biết thêm, chính sách mới của Bộ Phát triển Phụ nữ và Trẻ em cho phép người độc thân ly dị hoặc ly thân được xin nhận con nuôi từ các trại trẻ mồ côi trên toàn Ấn Độ. Chính sách nhằm đẩy mạnh số trường hợp xin con nuôi. Tuy nhiên, dòng thừa sao Bắc Ái có quy định chỉ cho phép các cặp đôi đã kết hôn xin con nuôi. Vì thế, dòng đã nộp đơn xin hủy tư cách là một trại trẻ mồ côi tại một số trung tâm. Bên cạnh đó, các trại trẻ mồ côi của dòng đã ngưng nhận đơn xin con nuôi từ ngày 1 tháng 8 năm 2015. Hội dòng ở Ấn Độ đã nhiều năm cung cấp sự hỗ trợ về tinh thần và vật chất cho các trẻ em nghèo, bệnh tật, trẻ em bị bỏ rơi, gái mại dâm và người tàn tật. Nữ tu Amala, người phục vụ tại một trại trẻ mồ côi ở thủ đô New Delhi, nói rằng trẻ em cần cả cha lẫn mẹ, một người nam và một người nữ để phát triển trọn vẹn. Đó là điều tự nhiên, không chỉ là một quy tắc tôn giáo. Đức Hồng Y Telespore Topo, Tổng giám mục Ranchi nói với Asia News rằng tôi ủng hộ các nữ tu dòng thừa sai Bắc Ái. Trẻ em không phải đồ vật, mỗi đứa trẻ là một món quà quý giá từ Thiên Chúa. Manaka Gandhi, Bộ trưởng Bộ Phát triển Trẻ em và Phụ nữ thì cho biết công việc của các nữ tu dòng thừa sai Bắc Ái quan trọng. Chúng tôi đang cố gắng thuyết phục họ xem xét lại. Đức Hồng Y Topo cũng nói thêm các nữ tu thừa sai Bắc Ái có trách nhiệm mẫu tử đối với các trẻ em. Vì thế, họ đảm bảo cho chúng được lớn lên trong một môi trường gia đình tốt và có một tương lai tươi sáng. Đức Hồng Y kết luận, đây là một khía cạnh quan trọng trong sứ mệnh giáo hội tại Ấn Độ và chúng ta phải nêu lên những vấn đề trên để tìm cách thay đổi quy định.
Vấn đề này cũng nên được thảo luận tại Thượng Hội đồng Giám mục. Song thân Thánh nữ Teresa nhỏ bé được tiên thánh cùng với một linh mục và một nữ tu. Hôm Chủ nhật ngày 18 tháng 10, Đức Thánh cha Francisco đã dâng thánh lễ tuyên thánh bốn vị chân phước trong giáo hội, mà theo ngài, di sản lớn nhất của họ là sự noi gương Chúa Giêsu không biết mệt mỏi trong việc khiêm tốn phục vụ những người khác, điều mà chúng ta cần tích cực noi gương. Những vị được tôn phong hiển thánh hôm nay đã liên tục khiêm tốn phục vụ anh chị em mình với lòng khiêm tốn và bác ái đặc biệt. Qua đó, các vị đã noi gương Thầy Chí Thánh. Đức Thánh Cha nói với đám đông trong thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngài cũng nói rằng, chứng tá rạng ngời của các vị thánh mới này thúc đẩy chúng ta kiên trì trên con đường phục vụ vui tươi dành cho anh chị em chúng ta, tín thác nơi ơn phù trợ của Thiên Chúa và sự bảo vệ hiền mẫu của Mẹ Maria. Bốn vị thánh mới được công bố gồm linh mục người Ý Vincent Grossi, một cha sở nhiệt thành, nữ tu Maria của dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, người sống tinh thần phục vụ cho những người rốt hết, và cặp vợ chồng người Pháp Louis và Zélie Martin. Đức Francisco nói rằng cặp vợ chồng thánh Louis Martin và Maria Ezeli Gurin sống đời Kitô hữu trong ơn gọi gia đình, ngày qua ngày kiến tạo một môi trường đầy tin yêu, và bầu không khí đó đã nảy mầm những ơn gọi của các cô con gái, trong đó có thánh nữ Teresa Hội đồng Giêsu. Tòa thượng phụ Latin Jerusalem lên án việc đốt phá ngôi mộ ông Giuse, con tổ phụ Jacob. Vatican Radio đưa tin, Tòa thượng phụ Latin Jerusalem trong một tuyên bố được xuất bản hôm 16 tháng 10 vừa qua đã lên án tấn công việc đốt cháy lăng mộ của một nhân vật trong Kinh Thánh, ông Giuse, con tổ phụ Jacob. Lăng mộ Giuse, khu đền thánh của người Do Thái, đã bị những người trẻ Palestine ở thành phố Nablus chiếm đóng bờ Tây, phóng hỏa toàn bộ vào thứ Sáu ngày 16 tháng 10. Lực lượng cảnh sát Palestine đã đến khu vực để đẩy lùi nhóm người này, nhưng không kịp thời gian để ngăn chặn việc phóng hỏa. Tòa thượng phụ Latin Jerusalem đã lên án mạnh mẽ cuộc tấn công đốt phá ngôi mộ ông Giuse, một trong những nơi thánh được cả Kitô hữu, Hồi giáo và Do Thái tôn kính. Sách Sáng Thế Ký từ chương 37 đến chương 50 đã thuật lại câu chuyện của ông Giuse từ khi bị các anh em ông bán sang Ai Cập cho đến cuối đời. BBC cho biết tình trạng căng thẳng đang tiếp tục dâng cao giữa người Palestine và người Israel trong một tháng qua. Hầu như ngày nào cũng có những vụ người Palestine đâm người Israel và xung đột bạo lực xảy ra giữa hai bên. 7 người Israel đã bị giết chết, hàng chục người khác bị thương trong các vụ đâm chém và bắn súng. Ít nhất 30 người Palestine, trong đó có một số kẻ tấn công, cũng đã thiệt mạng trong làn sóng bạo động gia tăng. Cũng theo BBC, đợt bùng phát bạo lực bắt đầu từ hồi tháng trước, khi có tình trạng căng thẳng tại một thánh địa ở Jerusalem, nơi được cả người Do Thái lẫn người Hồi giáo sùng kính, trở nên sôi sục quanh những tin đồn nói Israel định nới lỏng các quy định vốn đã áp dụng từ lâu nay nhằm tăng quyền cho người Do Thái tại địa điểm này. Israel đã liên tục bác bỏ các cáo buộc trên. Tòa thượng phụ Jerusalem một lần nữa đã kêu gọi cho sự hòa hoãn. Các vị chức sắc cũng kêu gọi đối thoại chân thành để tiến tới một giải pháp đặt trên nguyên tắc giải pháp hai nhà nước.